Kiệt tham gia Anh Trai Say Hi, Buka bất ngờ nói một câu gây chú ý. Xin Tú Kiệt đang là một trong những anh trai được chờ đợi nhất tại Anh Trai Say Hi. Xin Tú Kiệt là ca sĩ diễn viên điện trai sở hữu 2,6 triệu fan trên Facebook và hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh từng đạt giải thưởng nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Trong âm nhạc, Xin Tú Kiệt đã ra mắt loạt ca khúc Không Thể Yêu Ai Được Nữa, Yêu Một Người Sao Anh, Yêu Anh Sẽ Tốt Mà, nhận được sự đón nhận và yêu thích của công chúng. Trở thành một trong 30 anh trai của chương trình, Xin Tú Kiệt chia sẻ, Anh Trai Say Hi là một chương trình thú vị, quy tụ rất nhiều anh trai, tài năng, đẹp trai. Qua chương trình này, Xin mong muốn mọi người thấy một hình ảnh khác của Xin, nhiều màu sắc hơn trong âm nhạc. Nhắc đến bài xã, Xin Tú Kiệt cho biết Buka luôn mong muốn được nhìn thấy chồng cháy hết mình với đam mê trên sân khấu, vì thế anh sẽ bung hết sức để vợ tự hào. Về phía Buka, khi thông tin Xin Tú Kiệt tham gia Anh Trai Say Hi được chia sẻ trên mạng xã hội, cô để lại lời nhắn nhủ, anh trai này mà bị loại vòng đầu thì chịu khó ngủ ngoài đường giùm tôi nha. Chia sẻ của Buka khiến cho các fan cặp đôi thích thú và càng thêm mong chờ màn thể hiện của Xin Tú Kiệt trong chương trình. Khi được hỏi giữa Ráp và Phụ Đào, điều gì sẽ làm khó Xin Tú Kiệt hơn, nam ca sĩ cho biết, đối với Xin, cả Ráp và Phụ Đào đều có cái khó riêng, nhưng nếu được chọn thì Xin sẽ thiên về Phụ Đào nhiều hơn, vì trước giờ Xin chỉ quen hát thôi, còn phần Ráp thì mình ít bao giờ thể hiện lắm. Anh Trai Say Hi là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả và công chúng, mang đến những trải nghiệm âm nhạc thời thượng mới mẻ và cập nhật xu hướng thế giới. Quy tụ 30 anh trai là ca sĩ rapper, mang năng lượng tuổi trẻ tươi nguyên và khát vọng đột phá, truyền cảm hứng cho khán giả về một thế hệ tài năng, năng động sẵn sàng dấn thân vào hành trình, khai phá bản thân, lĩnh sướng, xu hướng. Các anh trai tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình tập luyện khắt khe và chuyên nghiệp để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ. Các tiết mục trên sân khấu Anh Trai Say Hi được dàn dựng công phu và biểu diễn ấn tượng, các anh trai sẽ đưa khán giả khai phá một hành trình hoàn toàn mới, đồng thời lan tỏa âm nhạc chất lượng và hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam đến với thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.